Ngày 27 tháng 4, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra lệnh cho một số nhân viên chính phủ rời Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul của Afghanistan do lo ngại bạo lực ngày càng gia tăng trong thành phố. Lệnh rút quân được đưa ra trong một thông báo cập nhật về đi lại của Bộ Ngoại giao Mỹ đối với Afghanistan. Trong email thông báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong bối cảnh các báo cáo về bạo lực và đe dọa ngày càng gia tăng ở Kabul, Bộ Ngoại giao đã phê duyệt việc rời đi đối với một bộ phận nhỏ nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ tại Kabul và điều này có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, Washington không thông báo chính xác số lượng nhân viên Mỹ sẽ thực hiện lệnh rút quân. Ngoài ra, thông báo cũng khẳng định không lường trước được bất kỳ thay đổi nào đối với hoạt động và khả năng của các nhân viên do quyết định này. Trước đó, Tổng thống Joe Biden đã đặt ra thời hạn cho việc rút tất cả 2.500 binh sĩ Mỹ khỏi Afghanistan vào ngày 11 tháng 9, đúng 20 năm sau ngày lực lượng khủng bố Al-Qaeda thực hiện các cuộc tấn công vào Mỹ.